Biren tiết lộ không phải Kim Tae-hee, Lee Hyori mới là người phụ nữ quyền lực nhất. Rất nhiều fan nghĩ rằng Biren sẽ chỉ quỳ gối trước bà xã Kim Tae-hee để cầu hôn cô, ngỏ lời cưới người đẹp. Thế nhưng mới đây, fan đã phát hiện ra Kim Tae-hee không phải là người Biren quỳ gối nhiều nhất, mà chính là nữ hoàng sexy Lee Hyori. Trên trang cá nhân mới đây, Biren đã chia sẻ đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori đích thân từ đảo Jeju tới Seoul để ủng hộ cho cô em thân thiết trong dự án mới. Cụ thể, trong đoạn clip này, Lee Hyori đã thực hiện động tác vũ đạo trong bài hát mới của nhóm nhạc Tân Binh do đích thân Biren đào tạo. Đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc Lee Hyori bá đạo bắt Biren phải quỳ. Phản ứng trước điều này, Biren chẳng những không hề khó chịu mà còn lập tức làm theo một cách hân hoan. Tính cách bá đạo và hước của Lee Hyori cũng là điều mà cư dân mạng vô cùng quen thuộc. Do vậy, hành động của Lee Hyori không hề khiến công chúng phản cảm, ngược lại còn vô cùng thích thú. Ai theo dõi hoạt động của Biren đều biết, ông xã Kim Tae-hee và nữ hoàng gợi cảm Lee Hyori cùng MC quốc dân Ju Jae-suk có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Và dân tình đã đào lại được hàng loạt khoảnh khắc tương tự. Biren, Lee Hyori đều là những ngôi sao đình đám trong thập niên 2000 và đã trở thành đồng đội của nhau trong nhóm nhạc dự án SSAK3, làm mưa làm gió mùa hè qua. Trong quá khứ, hai nghệ sĩ từng có tin đồn tình cảm, thậm chí từng qua đêm với nhau. Thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là tin đồn nhảm. Trong tập mới nhất của chương trình How Do You Play, Biren và Lee Hyori đã có mặt với vai trò là khách mời. Tại đây, Biren chia sẻ rằng, đối với anh không có một nữ ca sĩ nào có thể vượt qua được Lee Hyori. Biren cho biết, em chưa bao giờ xuất hiện trên cùng một chương trình với nhóm FinKL, nhóm nhạc mà Lee Hyori từng làm trưởng nhóm. Vào thời điểm đó em chẳng là gì cả. Điều em thực sự sốc là chị Lee Hyori vẫn giống hệt như hồi đó mà chẳng thay đổi. Em nghĩ không có bất kỳ nữ ca sĩ nào có thể đánh bại thương hiệu của chị Lee Hyori trong ngành công nghiệp âm nhạc. Đến mùa hè năm ngoái, ông xã Kim Tae-hee chia sẻ từng rung rinh trước đàn chị gợi cảm. Nói thật thì ngày xưa mỗi lần được diễn với chị Hyori, em đều thấy rung động. Lúc đó người đàn ông nào cũng thích chị mà, Biren hé lộ. Trước lời chia sẻ chân thành của đàn em, Lee Hyori thẳng thừng đáp lại, lẽ ra lúc đó cậu phải tán tỉnh chị chứ, giờ nói mấy câu này làm gì nữa. Giờ đây cả hai nghệ sĩ đều đã yên bề gia thất, Biren hạnh phúc bên Kim Tae-hee và có hai cô con gái nhỏ, còn Lee Hyori đã kết hôn với nhạc sĩ Lee Sang-sun. Biren cũng cho biết anh không dám thổ lộ vì đàn chị quá hung dữ. Màn tung hứng qua lại của cặp đôi chị em khiến MC Ju Jae-suk không khỏi bật cười nghiêng ngả. Câu chuyện này của Biren và Lee Hyori cũng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Nhiều người cảm thấy may mắn vì trong quá khứ, cặp đôi đã không đến với nhau để hiện tại có thể hợp tác vui vẻ. Năm 2020, Lee Hyori và Biren đã cùng nhau hợp tác với MC Ju Jae-suk trong chương trình Hàn Good With You. Nhờ màn ra mắt này, người hâm mộ mới có dịp nhìn thấy Lee Hyori và Biren cháy hết mình trên sân khấu sau một thời gian dài vắng bóng. Cũng trong tập phát sóng của chương trình Hàn Good With You, Biren và Lee Hyori đã nói về cơ hội hợp tác của cả hai trong quá khứ. Sau khi xem lại phần trình diễn nhiều năm trước, Biren bày tỏ, thật tiếc chúng ta đã trở nên rất thân thiết với nhau, nhưng cả hai đều quá bận. Chúng ta thậm chí đã không thể có được số điện thoại của nhau. Lee Hyori bất ngờ đáp trả, chúng ta đã có thể hẹn hò. Tuy nhiên, đây chỉ là câu đùa thể hiện cá tính chân thật của nữ hoàng giải trí Lee Hyori, khiến cả studio chương trình tràn ngập tiếng cười. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau theo kiểu sắp xếp riêng tư, chúng ta gặp nhau rất nhiều vì công việc nhưng không có thời gian để gặp riêng. Ngay lập tức dân tình xôn xao, tôi không biết các bạn như thế nào nhưng tôi sẽ rất tức nếu vợ tôi nói như thế, ha ha. Ừ thì nhưng cá là họ sẽ không dài lâu đâu, họ quá giống nhau mà. Cuối cùng hai ngôi sao đã cưới người hoạt động ở mảng khác họ trong ngành giải trí. Lee Hyori sinh năm 1979 là nữ ca sĩ vũ công, người mẫu và biểu tượng gợi cảm người Hàn Quốc. Trong cuộc bình chọn ngôi sao gợi cảm nhất Hàn Quốc năm 2007 của tạp chí Movie Week, Hyori chiếm ngôi đầu bảng nữ. Ngoài sự nghiệp, Lee Hyori cũng không ngừng nỗ lực tham gia các chương trình thiện nguyện, gây quỹ cho người nghèo. Ngày 1 tháng 9 năm 2013, người đẹp và nhạc sĩ Lee Sang-sun tổ chức hôn lễ bí mật tại căn nhà gỗ trên đảo Jeju. Đám cưới của họ được đánh giá kín đáo và tiết kiệm nhất showbiz Hàn.